Alo. Dạ alo chị Nhung. Rồi các bạn trình đi. Chị tưởng không trình, để nãy chị đang làm việc. Rồi giờ mình trình đi em. Dạ bây giờ em bắt đầu trình luôn mà chị. Trình. Dạ, bệnh nhân Nguyễn Thị M, giới tính nữ, 87 tuổi, địa chỉ ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp công nhân may, đã về hưu, thời gian nhập viện lúc 9 giờ ngày 18 tháng 4, ngày làm bệnh án lúc 8 giờ ngày 25 tháng 4, lý do nhập viện là chóng mặt ngày 2. Bệnh sử cách nhập viện một ngày thì bệnh nhân bắt đầu chóng mặt, tăng khi đứng dậy và đi lại, giảm khi nằm, kèm đau đầu vùng chậm liên tục, không yếu tố tăng giảm. Đến sáng ngày nhập viện thì bệnh nhân ngủ dậy thấy chóng mặt xoay tròn, kèm hoa mắt nhìn mờ, nhìn đôi, phù hai tay, đau đầu, buồn nôn, sau đó ăn cháo, uống thuốc theo toa được khoảng 1 tiếng thì chóng mặt nhiều, hoa mắt, nôn ra thức ăn và nhập viện thống nhất. Trước đó bệnh nhân ăn uống bình thường, có stress về vấn đề gia đình, không hoạt động gắng sức, không sử dụng chất kích thích. Trong quá trình bệnh thì bệnh nhân không khó thở, không đau ngực, không hồi hộp, không yếu liệt tứ chi, không đau tiếng chân, không sốt, tiêu phân vàng, tiểu vàng trong khoảng 1,5 lít một ngày. Tình trạng lúc nhập viện thì bệnh nhân còn đau đầu, tỉnh táo, tiếp xúc được, da niêm hồng, đồng tử 2 mm đều hai bên, tim đều, phổi trong, bụng mềm, không dấu thần kinh định vị, cổ mềm, huyết áp 190 trên 80, mạch 73 lần phút, nhịp thở 20 lần phút, nhiệt độ 36,2. Và tiền căn thì bản thân không dị ứng thuốc và thức ăn, nội khoa thì khám và điều trị tại bệnh viện Thống Nhất. Cách nhập viện 1 năm thì có được chẩn đoán tăng huyết áp vô căn, huyết áp cao nhất là 170 trên 70. Huyết áp ở nhà thì không đo, đang điều trị thuốc theo toa, ít ít tuân thủ và uống không đều. Cách nhập viện 1 năm đó thì có bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, rung nhĩ, cuồng nhĩ, cơn thiếu máu não tháng qua, rối loạn lipid máu điều trị theo toa. Thì có kết quả siêu âm Doppler mạch máu là xơ vữa vôi hóa hẹp 50% ngã ba động mạch cảnh trung hai bên, hẹp 30-50% đoạn đầu động mạch cảnh trong bên phải và hẹp 50-60 đoạn đầu động mạch cảnh trong bên trái. Sinh hóa lúc đó là RE là 104, EGFR là 46,3, EG Hunter là nhịp xoang tần số 53 lần trên 53 đến 126 lần phút. Có ngoại tâm thu thất, ngoại tâm thu trên thất rải rác, có thay đổi đoạn ST trên xuống nhiều chuyển đạo. Cách nhập viện 8 tháng thì có nhiễm COVID-19. Cách nhập viện 2 tháng thì có trào ngược dạ dày thực quản và hay quên thuốc uống. Ngoại khoa thì chưa ghi nhận bệnh ngoại khoa. Tiêm chủng thì đã tiêm 2 mũi vaccine COVID. Thói quen không hút thuốc lá, không uống rượu bia, tập thể dục nhẹ, không ăn mặn, không ăn thức ăn nhiều dầu mỡ. Gia đình thì có em trai bị tai biến mạch máu não, yếu 1/2 người phải. Tôi thú gần nhất ngày 14 tháng 2, đó là IB sạc tăng 150 mg, isobic 10 mg, bisoprolol 2,5 mg, clobinozole 75 mg, rosuvastatin 20 mg, chimetazidin 35 mg, rabeprazole 20 mg, sulfiric 50 mg, magie B6 470 mg cộng 50 mg. Lượt qua các cơ quan thì tim mạch không đau ngực, không hồi hộp, không đánh trống ngực, hô hấp không khó thở, không ho, không hàn tiếng, tiêu hóa bụng có buồn nôn, không đau bụng, tiêu phân vàng, không táo bón, không tiêu chảy, thận tiết niệu vì nước tiểu vàng trong, tiểu không gắt buốt, cơ xương khớp không đau khớp, thần kinh thì có đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ, nhìn đôi. Khám lúc 8 giờ ngày 25 tháng 4 thì tổng trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng không dấu xuất huyết, không phù, tuyến giáp không to, hoạch nội vi không sờ chạm, BMI 19,1. Sinh hiệu thì mạch 70 lần phút, nhịp thở 16 lần trên phút, huyết áp tay phải 130 trên 60, huyết áp tay trái 115 trên 70, nhiệt độ là 37 độ. Tim mạch thì lồng ngực cân đối, di động theo nhịp thở, không u sẹo, không tĩnh mạch cổ nội, mỏng tim ở liên sườn nam đường trung đoàn trái, hạ chi âm tính, trung lưu âm tính,
tim T1, T2 đều rõ, không âm thổi, mạch quay mu chân hai bên rõ, hô hấp lồng ngực cân đối, rung thanh đều hai bên, gọi trong đều khắp phổi, rì rào phế nang rõ hai bên không ra, tiêu hóa hay bụng mềm di động theo nhịp thở, không điểm đau cư trú, gọi trong khắp bụng, gan ngách không sợ chạm, thận sinh dục thì không âm thổi động mạch thận, không cầu bàng quang, không điểm đau nghị quản, chạm thận âm tính, thần kinh thì cổ mềm, không dấu thần kinh khu trú, sức cơ 5/5. Các cơ quan khác thì không biến dạng chi, cảm giác vận động tứ chi bình thường. Thì tóm tắt bệnh án là bệnh nhân nữ 87 tuổi nhập viện vì chóng mặt ngày 2, có chóng mặt, đau đầu, hoa mắt, ù tai, huyết áp 190/80 và không dấu thần kinh khu trú không yếu liệt, và tiền căn có tăng, tăng huyết áp độ 2, bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, rối loạn lipid máu, trào ngược dạ dày thực quản. Đặt vấn đề là cơn tăng huyết áp, hội chứng tiền đình, tiền căn tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, rối loạn lipid máu, trào ngược dạ dày thực quản. Chẩn đoán sơ bộ là cơn tăng huyết áp khẩn cấp, rối loạn tiền đình ngoại biên, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, rối loạn mỡ máu, trào ngược dạ dày. Nên em đọc tới đây là các bạn có ý kiến gì không ạ? Các bạn khác thấy cái bệnh án của bạn có gì thắc mắc hoặc muốn đặt câu hỏi gì thì hỏi bạn để bạn trả lời ha. Tôi cho hỏi cái mà hội chứng tiền đình á, ý là ở trên mình có chóng mặt, đau đầu, hoa mắt, ù tai thì sao mình không đặt được là cơn tăng huyết áp và cấp cứu? Theo mình nghĩ thì cơn tăng huyết áp cấp cứu thì nó phải có tình trạng yếu liệt tay chân hoặc là cái tình trạng vì các cháu thần kinh khu trú á, nên mình chưa nghĩ đến tình trạng là tăng huyết áp cấp cứu. Với lại cái tình trạng chóng mặt trong tăng huyết cái này thì nó lại là nó giống một cái tình trạng ngoại biên kèm theo như là chóng mặt, xoay vòng, ù cả hai tai. Rồi các bạn khác thì sao em? Thì thường á, khi mà các bạn thấy một cái cơn mà có chóng mặt như vậy đó thì mình cần phải hỏi kỹ ha. Cái cơn này có thể là chóng mặt có hai nhóm, một là chóng mặt trung ương, hai là chóng mặt ngoại biên. Thường chóng mặt ngoại biên là cái những cái cơn gọi như là chóng mặt kịch phát lành tính á, nó thường lành tính thôi vì nó là ngoại biên và nó hay thay đổi theo tư thế. Ví dụ như là đặc biệt cái triệu chứng là sẽ nhìn thấy những cái vật xung quanh có chuyển động xoay tròn. Thì khi mà mình đã nắm rõ và hỏi ra được cái tình huống chóng mặt của bệnh nhân thuộc cái nhóm ngoại biên rồi là mình loại trừ các nguyên nhân trung ương từ não đó, cụ thể là thường gặp là ở tiểu não đó, thì mình có thể không cần phải làm những cái biện pháp đặc biệt hơn. Còn nếu mà chóng mặt do nguyên nhân trung ương thì mình cần phải can thiệp sâu hơn. Ở đây cái bệnh nhân này á, thì quá trình miêu tả nha, trong khi bệnh nhân lên cơn huyết áp cao như vậy thì cái biểu hiện chính của bệnh nhân lại là chóng mặt ha, chóng mặt kèm đau đầu. Cái này nó biểu hiện rõ ràng của cái hội chứng tiền đình. Khi mà nên khi điều trị bệnh nhân này, ngoài việc các bạn hạ áp cho một bệnh nhân như có huyết áp cao như vậy thì các bạn cần phải điều trị thêm cái triệu chứng về rối loạn tiền đình nữa nha. Thì cái này bạn khai thác như vậy là phù hợp đó. Ở trong cái bệnh nhân này có những cái, nhưng mà cái phần quan trọng là cái phần tiền căn về rối loạn tiền đình thì em khai thác ở bệnh nhân này em thấy thì sao? Cái rối loạn tiền đình thì trước giờ thì chưa được có chuẩn đoán ở đâu. Nhưng mà bệnh nhân trước giờ có triệu chứng chóng mặt như vậy chưa? Dạ, bệnh nhân cũng có thỉnh thoảng chóng mặt để thay đổi tư thế. Thường những bệnh nhân mà đã có từng mà thật sự bị chóng mặt kịch phát lành tính là hay gặp ở nữ và nó rất là hay tái diễn.
những cái lần sau xuất hiện thường gần hơn so với những lần đầu, và cái chóng mặt kịch phát lành tính này người ta sẽ có những cái bài tập cũng như là điều trị. Nói thẳng nha, nếu mà điều trị về thuốc nội khoa thì nó sẽ không hết, mà nó sẽ tự giảm cái triệu chứng của nó qua thời gian, bệnh nhân nằm nghỉ ngơi này kia. Còn chủ yếu mình điều trị các triệu chứng phụ như là đau đầu, nôn ói, mùi nôn hay khác thôi. Chứ còn mình điều trị để mà hết liền, mà nhắm trúng đích mà hết cái triệu chứng chóng mặt liền ngay lập tức là không có, rất là khó ha. Thì cái bệnh nhân này á, khi mà mình thấy có cái nghĩ đến cái cơn chóng mặt kịch phát lành tính như vậy, thì các bạn cần phải hỏi coi tiền căn bệnh nhân này trước giờ có từng bị như vậy bao giờ chưa. Thường những người này người ta hay có tiền sử là bị lặp đi lặp lại. Rồi cái phần bệnh sử thì rõ rồi ha. Còn bây giờ qua cho chị cái phần về tấm, cái phần về tiền sử đi. Ở trong cái tiền sử của bệnh nhân này nổi bật lên một cái đặc điểm là có tiền căn tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, rung nhĩ cuồng nhĩ. Rung nhĩ cuồng nhĩ ở đây là các bạn phải trở nên xác định rõ là cơn đúng không? Cái này là cơn hay là rung nhĩ cuồng nhĩ mạn tính? Dạ, cái này em chỉ ghi được từ cái chuẩn đoán trong cái toa thuốc ngoại viện của bệnh nhân thôi, chứ cũng không có rõ về chuẩn đoán này chị. Rồi nếu như vậy thì mình có một cái hôn to của bệnh nhân nè. Trong cái hôn to người ta ghi là nhịp xoang. Nếu mà hôn to mà ghi nhịp xoang như vậy thì có nghĩa là cái rung nhĩ cuồng nhĩ này là cơn. Và trong cái hôn to này cũng không ghi nhận rung cuồng nhĩ. Nên suy ra cái hôn to này là bệnh nhân này có tiền căn là một cái cơn rung nhĩ thôi. Đúng không? Mấy cái mà về tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, rung cuồng nhĩ hay rối loạn lipid máu thì những cái này là bệnh nhân đều là đi khám ở bệnh viện Thống Nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Là một năm đó là bệnh nhân là đi khám là do đi tầm soát hay là do có vấn đề gì bất thường mà tự nhiên cách đó một năm bệnh nhân lại điều trị phải khám ở bệnh viện Thống Nhất vậy? Dạ bệnh nhân kêu là bệnh nhân đi khám tổng quát, tại trước đó bệnh nhân có hay đi truyền nước rồi ở phòng khám tư, rồi bác sĩ kêu có thể có khả năng tăng huyết áp đó. Cái bệnh nhân người nhà lo lắng cho nên vô Thống Nhất tầm soát. Rồi vậy là có nghĩa là cách đây một năm bệnh nhân đi khám một cách tổng quát ở bệnh viện Thống Nhất, làm hết tất cả mọi thứ, khi đã siêu âm Doppler mạch máu đã có hẹp rồi, suy ra là những cái động mạch khác ở trong cơ thể bệnh nhân cũng đã hẹp ha. Và cái độ lọc cầu thận lúc đó của bệnh nhân ước tính khoảng 46,32. Để tí nữa mình ghi nhớ cái creatinine và cái eGFR này để coi cái thời điểm hiện tại nó thay đổi như thế nào. Vậy vấn đề của bệnh nhân là thêm một cái nữa là bệnh nhân có một cái tình trạng rối loạn nhịp là rung nhĩ cuồng nhĩ con à. Và cái ngoại tâm thu thấp, ngoại tâm thu thấp mà 18,2% trong ngày như vậy là dày. À, mà nhiều khi nó xuất hiện nó lại đi thành nhịp đôi nè. Bộ đôi, bộ ba, và có những lúc ghi thành nhanh thất luôn. Nên thành ra là cái này mình phải theo dõi cái tình trạng rối loạn nhịp. Nhiều khi cái rối loạn nhịp của bệnh nhân không kiểm soát đó, nó cũng làm nặng hơn cái triệu chứng hiện tại của bệnh nhân bây giờ đó. Rồi cái toa thuốc hiện tại của bệnh nhân thì bệnh nhân đang uống là ở trong đây á, là bệnh nhân, vấn đề của mình bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, rung cuồng nhĩ, cơn, rồi rối loạn lipid máu, thì các bạn thấy cái toa thuốc như vậy đã phù hợp hay chưa? Em thấy nó chỉ có, nếu như tăng huyết áp độ 2 vậy thì phải phù hợp hai thuốc, mà đây chỉ có ức chế ruột thể. Thật ra đây còn một nhóm thuốc khác vẫn có tác dụng hạ áp, nhưng mà nó không nhiều thôi, nó là nhóm gì? Cái nhóm chẹp beta đó đúng không? Nhóm chẹp beta nó cũng có tác dụng hạ áp, và nó sẽ ưu tiên được dùng trong những bệnh nhân có kết hợp với bệnh mạch vành. Nhưng mà thứ nhất ở đây liều thấp, thứ hai là tác dụng, nên liều thấp nên nó không thấy được cái đặc điểm hạ áp của bệnh nhân. Chủ yếu bệnh nhân này có thể là dùng cái thuốc này mục đích là cho mạch vành, mục đích thứ hai là kiểm soát cái rối loạn nhịp của bệnh nhân đó. Và ở đây bệnh nhân này có sử dụng các nhóm thuốc làm giảm các triệu chứng đau ngực nhiều,
Như vậy vấn đề đặt ra là bệnh nhân này cách đây một năm á có thường xuyên đau ngực hay không? Em hỏi các triệu chứng về bệnh tim thiếu máu cục bộ nó diễn tiến như thế nào, và bệnh nhân có được tư vấn chụp CT scan mạch vành hay là được tư vấn chụp mạch vành DSA mà bệnh nhân không đồng ý hay gì không? Bệnh nhân thì cũng có thỉnh thoảng có những cái cơn đau ngực khi gắng sức còn nghỉ ngơi thì cũng có giảm, mà còn DSA thì chưa có chụp, chỉ có làm mấy cái xét nghiệm vừa rồi như ECG đó với siêu âm tim đợt cái đợt một năm trước. Rồi vậy bây giờ mình phải coi lại cái phần phần đó nha, tại vì cái mạch vành á của bệnh nhân là có triệu chứng đúng không, có triệu chứng và bệnh nhân là được sử dụng ở theo cái toa này thì khá là nhiều cái thuốc để làm giảm cái triệu chứng đó của bệnh nhân, vừa có isoxapid vừa có trimetazidine chưa kể kết hợp với hàng thứ nhất là Fontan nữa, nên thành ra là mình phải hỏi lại để mình đánh giá coi cái lần này khi nhập viện ở lần này đó, mình có cần tầm soát gì nữa cho bệnh nhân hay không. Rồi à, được rồi, bây giờ bạn xuống cái phần biện luận đi em xuống cái phần biện luận của mình đi, em đọc nốt cái phần biện luận và đưa ra cái đề nghị cận lâm sàng đi. Dạ, biện luận là một là cơn tăng huyết áp khẩn cấp thì ghi nhận huyết áp lúc nhập viện là 190 trên 80, thì bệnh nhân có chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, tuy nhiên khám lâm sàng thì chưa phát hiện các cơ quan tổn thương đứt như não là không hôn mê, không co giật, không yếu liệt, tim thì không có khó thở, gan không to, không tĩnh mạch cổ nội, thận thì không tiểu ích, mạch máu thì không đau, không tiếng chân, nên nghĩ nhiều là cơn tăng huyết áp khẩn cấp. Cần làm thêm các cận lâm sàng để củng cố và tìm các biến chứng tổn thương của các cơ quan. Về tăng huyết áp thì cách nhập viện một năm thì bệnh nhân được chẩn đoán là tăng huyết áp cao nhất là 17 trên 7. Theo nếu như theo phân độ của IC018 là phân độ 2 thì hiện đang điều trị thuốc. Tuy nhiên cái lúc khám đo huyết áp thì đo hoặc tuy nhiên thì do không kiểm tra huyết áp thường xuyên ở nhà và hiện khám huyết áp hai tay thì không cao, nên làm thêm cái huyết áp 24 giờ. Tăng huyết áp có nguy cơ cao vì có tiền căng hẹp 50% động mạch cảnh. Yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm đó là rối loạn lipid máu. Về các nguyên nhân tăng huyết áp đó, về thuốc thì bệnh nhân không có tiền căng dùng thuốc nên loại trừ, nên loại. Hẹp eo động mạch chủ thì huyết áp hai tay trên là 15 mm, tụy ngân không có âm thổi ở lưng. Bệnh lý chủ mô thận thì lâm sàng không có dấu hiệu gợi ý nên ít nghĩ, nhưng vẫn đề nghị siêu âm bụng, buôn rè rè huyết thanh. Và bệnh lý đường tiết niệu thì không ghi nhận tiền căn sỏi thận, không ghi nhận hội chứng tắc nghẽn đường tiết niệu nên loại. Hẹp động mạch thận thì lâm sàng không nghe âm thổi vùng bụng nên ít nghĩ, cần siêu âm bụng. Về bệnh nội tiết thì cường giáp thì tuyến giáp không to, nhịp nhịp tim không nhanh nên loại. Về u tụy thượng thận thì thường xảy ra ở người trẻ, tăng huyết áp từng cơn, các cơn xảy ra tương tự và khởi đầu đột ngột, kết thúc cơn từ từ nên không phù hợp với bệnh nhân nên không nghĩ. U vỏ thượng thận thì bệnh nhân không dị cảm, không yếu liệt chi nên loại. Lâm sàng bệnh nhân có không có yếu tố gợi ý tăng huyết áp thứ phát nên nghĩ nhiều là tăng áp của bệnh nhân là do nguyên phát. Rối loạn tiền đình ngoại biên vì bệnh nhân có chóng mặt vì thay đổi tư thế, chóng mặt theo cơn kiểu quay tròn kèm ù tai hai bên. Đề nghị cận lâm sàng chẩn đoán thì có hình thái huyết áp, ECG, X quang ngực thẳng, siêu âm tim, siêu âm mạch máu, tổng phân tích nước tiểu, chức năng thận, ure, creatinine, siêu âm bụng, soi đáy mắt, thường quy thì có công thức máu, sinh hóa máu, ASTLT, gluco máu, ure, rè, bilan lipid. Em đọc luôn kết quả cận lâm sàng đi. Kết quả cận lâm sàng thì hình thái huyết áp thì có 47% là huyết áp tâm thu ban ngày trên 135 mm thủy ngân và trên 120 mm thủy ngân ban đêm, có 0% huyết áp tâm trương ban ngày trên 85 mm thủy ngân và trên 70 mm thủy ngân ban đêm. Ở trong đây thì có một cái giai đoạn có huyết áp nó tăng cao. Lúc khoảng 1 giờ thì có 167 trên 55, và em nghĩ đây là tăng huyết áp độ 2 theo GNC 2018.
Về còn ECG thì tốc độ đọc với tốc độ giấy 25 mm trên giây test 5 mV, nhịp sang đều tần số 6-7 lần phút, trục trung gian, sóng B 0,08 giây, cao 2 mm, khoảng PR là 0,12, có QRS dài 0,04 giây, có QS ở V1, và không có tình trạng lớn thất phải hay lớn thất trái. Về X quang ngực thẳng thì có chỉ số tim lồng ngực 0,6, tim phải không lớn, không lớn nhị trái, bờ dưới trái lớn, mỏm tim chút xuống, bờ trái trên lồng ngực trái trên 2/3, có cung động mạch chủ lớn 38 mm, đo từ bờ trái khí quản. Siêu âm tim thì có kết luận của siêu âm tim là chức năng tâm thu thất trái EF 66%, hở van 2 lá 1,5 trên 4, hở van 3 lá 1/4, áp lực động mạch phổi là 20 mm thủy ngân. Kết quả siêu âm bụng là kết luận là có vôi thận trái. Siêu âm Doppler mạch máu thì có mảng xơ vữa gây hẹp 30% động mạch cạnh trung phải, 50% động mạch cạnh trung phải chỗ chi đôi, PSV 130 mili giây, động mạch cạnh trong trái là 30%. Tổng phân tích tế bào máu ngoại biên thì trong giá trị bình thường. Và về sinh hóa thì có gluco 7.2 mmol trên lít, ure 7.6 mmol trên lít, RE là 117 micromol trên lít, eGFR là 40,34, AST là T trong giới hạn bình thường, natri là 125 mmol trên lít, kali 4.0 mmol trên lít, clo 92 mmol trên lít, canxi 2.2 mmol trên lít. Bi lăng mỡ máu thì có cholesterol 4.4 mmol trên lít, LDL 2.6, HDL là 1.2, triglyceride là 2.3 mmol trên lít. Thì ở đây thì có tăng glucose phản ứng, bởi vì tiền căn thì chưa có đái tháo đường, không có hội chứng bún nhiều, nên cần tầm soát lại qua HbA1c. Có ure tăng, creatinine là 117 micromol trên lít, thì creatinine một năm trước là 104, không tiểu ít nên không nghĩ đến suy thận cấp. Còn eGFA là 40,34 là có giảm, eGFA một năm trước là 46, nên theo dõi bệnh thận mạng 3B, đề nghị thêm albumin creatinine niệu. Ở đây có natri giảm thì natri hiệu chỉnh là 126 mmol trên lít, thì áp lực thẩm thấu là 267 osmol trên lít có giảm, nên đây là hạ natri thực sự, nên đây là hạ natri mức độ trung bình. Triglyceride thì có tăng, còn tổng phân tích nước tiểu thì trong các chỉ số giới hạn bình thường. Chuẩn đoán xác định là cơn tăng huyết áp khẩn cấp trên nền tăng huyết áp độ 2 theo ESC018 chưa biến chứng, rối loạn tiền đình ngoại biên, hạ natri máu mức độ trung bình, theo dõi bệnh thận mạng, rối loạn lipid máu, bệnh tiểu thiếu máu cục bộ mạng và trào ngược dạ dày thực quản. Rồi mình dừng ở đây được rồi ha, rồi các bạn khác có ý kiến như thế nào? Cái ca này đầu tiên là mình phải nhớ là một bệnh nhân nhập viện vì cái triệu chứng là có các hội chứng tiền đình kèm tăng huyết áp. Thì cái huyết áp vấn đề mình sẽ đặt ra hai nhóm là bệnh nhân đang vào một cái cơn tăng huyết áp, liệu cái cơn này là tăng huyết áp khẩn cấp hay là cấp cứu. Thì mình đã học rồi, sự khác biệt giữa khẩn cấp và cấp cứu đó chính là về cái phần tổn thương cơ quan đích. Thì tổn thương cơ quan đích đó là nó sẽ có biểu hiện hoặc là trên lâm sàng, hoặc có những cái trường hợp nó kín đáo như là trong thận thôi thì nó sẽ biểu hiện qua các cận lâm sàng. Thì nãy giờ đó vừa có bệnh án, bệnh sử cũng như là cái phần về kết quả cận lâm sàng, thì các bạn có thể thấy bạn bị loạn như vậy, đây là cái cơn tăng huyết áp khẩn cấp là phù hợp hay chưa, và vì sao. Rồi bạn Châu Tiếp Phụng, em thấy bạn bị loạn như vậy có phù hợp không?
Chờ tiếp phục. Chị nghe em nói chị. Em nói đi, giờ chị mới nghe được Phục ơi. Ồ, sao giờ hết nghe rồi Phục ơi. Chị ơi, em nói cho chị. Rồi, giờ chị nghe rồi, em nói đi. Dạ, em cũng thấy bạn bình luận phù hợp đó chị. Bây giờ chị hỏi ha, đầu tiên á, thì muốn chẩn đoán một bệnh nhân có tăng huyết áp thật sự hay không thì đồng mình đã học các bước rồi đúng không? Thì cái ca này thuộc vào cái cơn tăng huyết áp, thì cái cơn tăng huyết áp là khi chỉ số huyết áp trên bao nhiêu em? Chỉ số huyết áp của mình trên bao nhiêu? Cân tăng huyết áp hả chị? Em là cân tăng huyết áp thì là trên 120. Rồi, chỉ số huyết áp tâm thu trên 180 hoặc tâm trương trên 120. Sau khi mình đã xác định được bệnh nhân này vào một cái cân tăng huyết áp rồi thì cái lần này mình phải xác định là khẩn cấp hay là cấp cứu. Vậy bây giờ cái tổn thương cơ quan đích đó, trong cái cơn tăng huyết áp cấp cứu nó sẽ thể hiện ở 5 cơ quan. Bây giờ mỗi bạn sẽ nói cho chị biết là cái biểu hiện lâm sàng cũng như cái cận lâm sàng mà thể hiện cái tổn thương cơ quan nó nha. Bạn Nguyễn Công Phượng, mỗi bạn kể một cơ quan. Tổn thương cơ quan đích cấp tính nha, do tăng huyết áp ha. Dạ là như là tổn thương mắt là có triệu chứng lâm sàng như là bệnh nhân có mê thị mà và cái lâm cả lâm sàng là sau đấy mắt là bệnh nhân có phù gai thị. Rồi sau đấy mắt là có phù gai thị, được rồi, nhìn mờ rồi. Bạn tổn thương cơ quan đất thứ hai, bạn Nguyễn Thanh Huy Phát. Dạ thì sẽ tổn thương ở tim thì có cái phù hậu cấp hoặc là cái nhồi máu cơ tim cấp hoặc là đột quỵ bộ với suy tim mạn. Rồi những cái biểu hiện đó thì trên lâm sàng bệnh nhân sẽ có biểu hiện như thế nào và mình sẽ làm các xét nghiệm gì để mà tầm soát các biểu hiện đó của bệnh nhân? Dạ, bệnh nhân sẽ có như là đau ngực, khó thở, thì mình sẽ làm các cận lâm sàng như là mang tim và troponin THS hay là antibody BNP, ECG. Rồi. Tiếp theo cơ quan thứ ba, bạn Nguyễn Thế Phát. Dạ, thưa chị là não chị là có thể là trường hợp là nhồi máu não, xuất huyết não hoặc là cơn thoáng tiêu máu não hoặc là động kinh hôn mê. Bệnh rồi, bệnh nhân ở lâm sàng sẽ có biểu hiện gì và em sẽ làm gì để thực hiện các xét nghiệm làm rõ các chẩn đoán này? Dạ thì lâm sàng thì bệnh nhân có thể là có rối loạn tri giác hoặc là có yếu liệt tri đột ngột, thì em nghĩ là cho CT scan não. CT scan sọ não khi cần thiết nếu mình nghi ngờ bệnh nhân có những cái dấu chứng của tai biến ha, là bệnh nhân sẽ có đột ngột, có bị suy giảm nhận thức nào, hoặc là bệnh nhân bị yếu liệt nửa người, hay là có những cái dấu thần kinh định vị á chẳng hạn. Rồi cái cơ quan tiếp theo, bạn Phú Thị Phương. Dạ, thưa chị là thận, hay là tổn thương thận cấp. Thì bạn nhân sẽ biểu hiện như thế nào em? Chị không nghe được Phương ơi. Dạ chị ơi, là tiểu ít chị. Cái thận ha, cái thận thì nó sẽ biểu hiện triệu chứng rất là ít. Thường nếu có thì bệnh nhân sẽ giảm cái thể tích nước tiểu hơn so với bình thường. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là hầu hết là cái thận mình cần phải nhờ đến các cận lâm sàng. Ở đây bệnh nhân này có chức năng thận là creatinine và IGF-A trước đó rồi. Đó là một lợi thế cho mình để mình có thể so sánh với
lại cái thời điểm bây giờ khi mình làm IGF-A và creatinine. Rồi cái cuối cùng là Tô Thị Bích Phượng. Dạ thưa chị, là tổn thương mạch máu lớn như là bóc tách động mạch chủ, vỡ động mạch chủ hoặc là tắc động mạch ngoài biên cấp tính. Biểu hiện trên lâm sàng là gì em? Dạ thưa chị, là nếu mà bóc tách động mạch chủ thì sẽ có đau ngực, khó thở, vỡ động mạch chủ thì có rối loạn huyết động, tụt huyết áp. Còn nếu mà tắc động mạch ngoài biên cấp tính thì là thiếu máu chi cấp tính, thì bệnh nhân sẽ có đau đau chi và yếu chi. Còn để xác định thì là siêu âm Doppler mạch máu. Còn nếu mà tắc động mạch ngoài biên thì siêu âm Doppler mạch máu xác định chỉ số cánh tay, mắt cá chân, là xác định cái mức độ hẹp của các động mạch. Những cái phần hay gì bóc tách thì mình cần phải chụp siêu âm, chụp CT scan có cảm quang các vùng đó thì mình mới có thể nhận ra được. Rồi bây giờ là bệnh nhân này hiện tại trên lâm sàng không ghi nhận gì hết ngoài cái phần là chóng mặt với lại hai mắt đau đầu. Tuy nhiên ví dụ giả sử bệnh nhân đau đầu một cách dữ dội, đau đầu một cách dữ dội với áp cao như vậy, thì các bạn phải chú ý đến một cái nguy cơ có gì có thể xảy ra ở bệnh nhân này mà mình cần phải loại trừ. Một cái chẩn đoán phân biệt mình cần phải loại trừ đó là cái gì? Nếu như bệnh nhân đau đầu dữ dội. Thì là một cái tai biến như xuất huyết não hoặc là tai biến mạch máu não. Mình phải loại trừ coi bệnh nhân này có nguy cơ bị xuất huyết não không ha. Thì cái nhồi máu não nó đau đầu không nhiều, nhưng cái xuất huyết não á, cái bệnh sử nó đau đầu rất là dữ dội. Có một số bệnh nhân xuất huyết não ha, khi các mạch máu trong não nó bị vỡ, nó bị xuất huyết, thì bệnh nhân biểu hiện bằng một cái đau đầu dữ dội. Rồi bây giờ sau khi mình đã chẩn đoán bệnh nhân này có một cái cơn tăng huyết áp tạm thời trên lâm sàng và cận lâm sàng á, thì là tăng huyết áp về khẩn cấp, thì cái vấn đề thứ hai mình suy nghĩ coi là thử bệnh nhân này có cần phải đi tìm nguyên nhân hay không, và lý do vì sao mình cần phải tìm nguyên nhân tăng huyết áp trên bệnh nhân này. Trần Thạch Phước lúc nãy em có bị loạn tăng một vài cái nguyên nhân tăng huyết áp của bệnh nhân đó. Thì sau khi mình đã chẩn đoán bệnh nhân này là có một cơn tăng huyết áp khẩn cấp rồi đó, thì ý chị hỏi là với bệnh nhân này thì mình có cần phải đi tìm cái nguyên nhân tăng huyết áp hay không, và lý do vì sao? Theo thêm nữa, bây giờ cũng nên cần tìm hiểu các nguyên cần tìm các nguyên nhân gây tăng huyết áp ở bệnh nhân, bởi vì trước đó thì không có tình trạng tăng huyết áp cấp cứu, ở đây có tình trạng tăng huyết áp mà huyết áp của bệnh nhân chỉ được chẩn đoán ở phòng khám, ở nhà cũng không có hay đo thường xuyên, không biết, nên cần phải chẩn đoán là cái có phải tăng huyết áp hay không. Bệnh nhân này chắc chắn là tăng huyết áp trước đây rồi, cái việc mình chẩn đoán lại là không cần thiết, đúng không? Bệnh nhân đã được chẩn đoán tăng huyết áp trước đây rồi. Quan trọng là cái vấn đề bệnh nhân không tuân thủ điều trị thôi. Còn một vài cái trường hợp khi bệnh nhân đến với mình với một cơn tăng huyết áp như vậy, có nghĩa là trước đó bệnh nhân đang kiểm soát huyết áp với những cái toa thuốc hiện tại đang tốt, bệnh nhân tuân thủ điều trị, thì tự nhiên không hiểu lý do vì sao mà đột ngột huyết áp tăng cao. Thì những cái trường hợp đặc biệt là tăng cao trên 180 hoặc là trên 110 ở huyết áp tâm trương thì mình cần phải tìm huyết áp, cơ nguyên nhân tăng huyết áp. Có nghĩa là những cái đợt đó có thể bệnh nhân có những cái yếu tố thúc đẩy đi vào khiến cho cái huyết áp bệnh nhân tăng cao. Giả sử như là bây giờ bệnh nhân đột ngột bị tổn thương thận cấp chẳng hạn, khiến cho cái khả năng lọc cầu thận nó không được tốt, là cũng là nguyên nhân cho huyết áp bệnh nhân thúc đẩy vào một cái cơn gọi là tăng huyết áp cao như vậy. Nên thành ra cái bệnh nhân này á, thì mình đi tìm nguyên nhân tăng huyết áp của bệnh nhân này là yếu tố thúc đẩy á, khiến cho huyết áp của bệnh nhân tăng cao như vậy là cũng hợp lý. Và cái thứ hai nữa là trong cái yếu tố em miêu tả,
các nguyên nhân về thuốc, về hẹp eo, động mạch chủ, bệnh lý chủ mô thận vân vân á, thì có một nguyên nhân mà bạn quên nhắc tới, một cái yếu tố thúc đẩy mà bạn quên nhắc tới mà trong cái phần hỏi bệnh á, là bạn có nói á, đó là cái yếu tố thúc đẩy là do gì các bạn biết không? Trong cái phần tiền căn bạn có nói á, khả năng cao vì sao cái ca này lại không có được một cái huyết áp mà ổn định như những cái ca điều trị huyết áp khác, mà tự nhiên huyết áp ca này lại tăng vọt lên. Nhà bệnh nhân không có tuân thủ điều trị, không uống thuốc. Đúng rồi, bệnh nhân không có tuân thủ điều trị. Và bệnh nhân hiện tại đang có một cái stress, đúng không? Chị có thấy đọc ở trong cái phần bệnh sử là bệnh nhân có stress và bệnh nhân không tuân thủ điều trị. Chính vì những cái yếu tố đó khiến cho huyết áp bệnh nhân mới tăng cao như vậy. Nên đó là lý do vì sao khi các bạn điều trị cho bệnh nhân đó, thì các bạn cần phải coi được cái yếu tố thúc đẩy là gì. Ví dụ như ca này về nhà mình dặn bệnh nhân tuân thủ thuốc ha, bệnh nhân uống thuốc đều đặn đúng giờ và không có bỏ cử. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bệnh nhân loại bỏ được các yếu tố stress, các chuyện tâm lý trong gia đình chẳng hạn, thì cái huyết áp bệnh nhân sẽ tự động nó được cải thiện mà nào. Đó, nên cái chiến lược điều trị cho ca này ngoài điều trị các thuốc trong nội viện thì mình cần phải có thêm một cái khoản nữa, đó là khoản về tư vấn cho bệnh nhân nha, sau khi xuất viện hoặc là trong quá trình nằm viện cũng vậy. Rồi về trong cái phần ở đó là người ta chỉ làm một cái là đeo cái hôn tơ huyết áp, nhưng mà người ta không có làm lại cái hôn tơ về nhịp. Bệnh nhân có một cái rối loạn nhịp là rung nhĩ cơn, cuồng nhĩ cơn, bây giờ hiện tại mình cũng không có bằng chứng luôn. Mình chỉ thấy ghi chẩn đoán như vậy thôi chứ mình cũng không có cái bằng chứng. Thì cái này muốn xem lại thì mình cần phải dỡ hồ sơ bệnh nhân ra coi lại lần nữa. À, và cái thứ nhất, cái thứ hai là mình cần phải đeo lại cái hôn tơ 24 giờ để kiểm tra những cái rối loạn nhịp của bệnh nhân có là gì. Có thật sự là rung cuồng nhĩ cơn hay không? Có những cái ngoại tâm thu thất, ngoại tâm thu này kia của bệnh nhân như thế nào? Bởi vì cái điện tim á, bắt tại một thời điểm thì cũng không thấy có những cái tình trạng về cái rối loạn nhịp đó nha. Các chức năng, các xét nghiệm khác của bệnh nhân thì chị thấy cũng tương đối là ổn, không có gì bất thường nhiều, đúng không? Đặc biệt là cái chức năng thận thì so với trước đây nó cũng không có thay đổi nhiều. Mà nếu như chức năng thận của bệnh nhân á, hồi trước đã thấp rồi, eGFR đã thấp như vậy rồi, mà bây giờ vẫn còn tiếp tục không có cải thiện như vậy, thì mình đúng là mình phải đề nghị theo dõi cái bệnh thận mạng của bệnh nhân. Thì cái bệnh thận mạng, bệnh giai đoạn 3B này, mình cần làm thêm có bệnh nhân có tiểu đạm hay không, thì các bạn có thể làm cái chỉ số ACR. Và cái phần quan trọng ở trong cái này là bệnh nhân này tăng huyết áp cách đây 1 năm là phát hiện thôi, nhưng mà trước đó có thể tăng huyết áp lâu năm rồi, nên ngoài tầm soát các biến chứng về tăng huyết áp cấp cứu á, trong cái cơn tăng huyết áp lần này, thì các bạn cũng phải tầm soát các biến chứng mạng tính của bệnh nhân tăng huyết áp. Các bạn có biết cái biến chứng mạng tính của bệnh nhân tăng huyết áp rồi đúng không? Nó cũng tổn thương lên trên 5 cơ quan đích đó, thì mình cần phải tầm soát lại cho bệnh nhân. Và cái phần natri giảm ở đây á, của bệnh nhân nè em. Em nghĩ nguyên nhân hạ natri ở bệnh nhân này là gì? Em nghĩ chắc do bệnh nhân có tăng huyết áp một năm rồi nên ăn uống cũng giảm muối theo lời khuyên, nên nghĩ chắc do giảm nhập. Tổng trạng của bệnh nhân này như thế nào? Cái BMI lúc nãy em khám là bao nhiêu? Dạ 19. Vậy là tổng trạng có vẻ hơi suy kiệt đúng không? Suy kiệt ăn uống kém, thường những bệnh nhân mà suy kiệt ăn uống kém thì cái khẩu phần ăn nó sẽ bị giảm natri, làm cho cái lượng nhập của natri nó sẽ bị mất đi. Còn nếu như mình cẩn thận nữa thì mình có thể làm thêm một cái natri niệu coi nó có bị mất qua đường niệu hay không. Một là nguồn nhập không đủ, hai là nó bị mất đi vì cái bài xuất của mình. Rồi bây giờ tóm lại, cái điều trị em sẽ định điều trị gì cho bệnh nhân này? Giờ điều trị thì hướng điều trị thì tại cấp cứu sẽ dùng Captopril 25mg một viên ngậm dưới lưỡi, kèm theo dõi huyết áp để hạ huyết áp trong 2 giờ đầu không quá 25% mức huyết áp trung bình là khoảng 30mm thủy ngân. Mục tiêu ngắn hạn là hạ huyết áp xuống dưới 160/100, rồi sau đó vài ngày thì có thể hạ huyết áp dưới 140. Tại cấp cứu thì
cần điều trị thêm cái rối loạn thuốc rối loạn tiền đình ngoại biên nữa, anh quên thêm vào. Còn tại khoa thì điều trị tăng huyết áp thì không dùng thuốc, thay đổi lối sống, ăn uống chế độ ít dầu mỡ, hạn chế ăn mặn dưới 5 mg muối một ngày. Điều trị thuốc thì phối hợp với ức chế men chuyển, ức chế thụ thể cộng với ức chế canxi hoặc là lợi tiểu và thuốc giãn beta vì có tiền căn rung nhĩ bệnh mạch vành. Điều trị rối loạn tiền đình, điều trị hạ natri máu sau khi huyết áp giảm, và điều trị bệnh nền là bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, điều trị rối loạn lipid máu, statin liều cao và bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Điều trị cụ thể là có temi sạc tăng 80 mg, nevipin LA 30 mg, bisoproton 2,5 mg, atorvastatin 40 mg và betahistine 16 mg, chăm sóc cấp 3. Còn natri thì có thể bù natri là lấy 740 ml, tốc độ là 10 giọt một phút trong 24 giờ. Em đọc tiếp cái tay ra viện đi, đọc hết đi rồi chị xem một lần luôn. Tai ra viện là temi sạc tăng 80 mg một viên uống sáng, nevipin 30 mg một viên, bisoproton 2,5 mg một viên, atorvastatin 40 mg, clobidogrel 75 mg, chimetazidine 35 mg, isoxobit 10 mg và betahistine 16 mg, pantoprazole 40 mg. Còn phía dưới là diễn tiến bệnh phòng chị. Cái diễn tiến bệnh phòng này có gì đặc biệt không? Có gì đặc biệt thì thôi mình sẽ coi. Có chị, tại cái lúc tổng kết ra viện rồi cái họ đo cái ECG thấy thấy có từ trên xuống ở 20 m ở V4, V6, D2, D3, AVF. Và họ chẩn đoán thiếu máu cơ tim cục bộ mạn và làm troponin. Và sau đó cuối cùng là chụp động mạch vành. Thì ca này trước sau gì cũng phải chụp mạch vành thôi vì bệnh nhân này nguy cơ cao mà. Vậy bây giờ đầu tiên mình đi theo cái phần trước của mình đã, mình lên đi. Nhưng mà hoàn toàn lúc mà nhập viện chị thấy đâu có đau ngực đâu đúng không? Dạ không có đâu Nghĩa ngực là chị. lúc chuẩn bị ra viện rồi bệnh nhân mới đau ngực đúng không? Em thấy trong hồ sơ cũng ghi không có đau ngực nhưng vẫn làm cái ECG á, em cũng thắc mắc không biết tại sao. Không, vậy em có hỏi hỏi bệnh nhân, tại vì nếu thường bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện đau ngực hoặc gì đó người ta mới làm mới đo. Rồi bây giờ bệnh nhân này nè, là huyết áp của mình là tăng huyết áp khẩn cấp thì mình sẽ hạ áp theo cái đường uống thay vì là đường truyền đúng không? Thì Dạ. đường uống thì bây giờ là xu hướng người ta sẽ hạ áp bằng việc phối hợp thuốc, ít nhất là hai nhóm thuốc. Thì trong các nghiên cứu á, các việc mà phối hợp thuốc với nhau thì người ta thấy rằng cái việc phối hợp cái nhóm chính đó là ức chế men chuyển đó, đó ức chế men chuyển thì nó sẽ có lợi ha, có lợi hơn so với lại những cái phối hợp khác. Có nghĩa là các bạn có và người ta thường là sử dụng là ức chế men chuyển kết hợp với một cái nhóm là chặn cân canxi, chặn cân canxi. Và bây giờ người ta không phối hợp nha, không bao giờ người ta phối hợp các thuốc trong cùng một nhóm và người ta thường là sử dụng một cái viên gọi là viên kết hợp nó hai trong một để tăng cái chế độ tuân thủ điều trị cho bệnh nhân. Với những cái bệnh nhân mà có quá nhiều thuốc, đặc biệt bệnh nhân này có thể xem xét các việc sử dụng cái viên kết hợp đó. Qua các nghiên cứu thì người ta thấy rằng nghiên cứu về ức chế men chuyển kết hợp với canxi nó hạ áp tốt hơn là ức chế men chuyển kết hợp với lợi tiểu, hoặc là nghiên cứu ức chế men chuyển và chặn cân canxi với lại lợi tiểu và chặn beta thì nó cũng tốt hơn. Có nghĩa là một cái nhóm ức chế men chuyển và chặn cân canxi khi mà phối hợp với nhau nó sẽ đem lại lợi ích hiệu quả trong cái việc hạ áp tốt hơn so với các nhóm khác. Thì bệnh nhân này chị đồng ý là mình sẽ dùng ức chế men chuyển kết hợp với chặn canxi vì nó không có chống chỉ định ha. Bệnh nhân không có tổn thương thận cấp, bệnh nhân không có tình trạng tăng kali máu vân vân và các khác làm ảnh hưởng đến cái việc sử dụng hai cái nhóm thuốc này.
Và ngoài ra bệnh nhân cũng có thể được tiếp tục duy trì cái liều chạy beta vì bệnh nhân có cái nền đó là cái bệnh mạch vành, còn cái rung nhĩ thì mình không biết. Được chưa? Cái rung nhĩ này mình đâu có biết đâu. Và cái mục tiêu mà các bạn hạ áp á, thì đối với những cái bệnh nhân này mình sẽ không phải là hạ áp 2 giờ. Đây, cái này em đang nói mục tiêu này là trong cái hạ áp cho bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu. Còn cái bệnh nhân này thì mình có thể đưa ra cái thời gian hạ áp mà ổn định huyết áp của bệnh nhân là có thể kéo dài trong vòng vài ngày để trở về cái huyết áp mục tiêu là 140 hoặc 190 ha. Còn cái huyết áp mà hạ trong 2 giờ đầu không quá 25% là khi mình dùng cái thuốc đường truyền á, thì cái thuốc đường truyền nó hạ nhanh nên mình phải cần phải kiểm soát chặt cái huyết áp này cho bệnh nhân. Và ngoài cái việc thay đổi lối sống, việc dùng thuốc phối hợp thuốc để hạ huyết áp, thì bệnh nhân này còn có những cái bệnh nền, ví dụ như là tim thiếu máu cục bộ, rối loạn lipid máu, ha, trào ngược dạ dày thực quản. Và đợt này bệnh nhân vô viện với triệu chứng là hội chứng tiền đình, mình phải điều trị cái tiền đình này cho bệnh nhân kết hợp với cái tình trạng natri máu. Đầu tiên khi em nghĩ cái natri máu của bệnh nhân này hạ là do chế độ ăn á, bởi vì trên lâm sàng bệnh nhân không có biểu hiện của cái tình trạng hạ natri máu này, đúng không? Chưa có lơ mơ, chưa có gì hết, thì việc đầu tiên ngoài cái truyền bổ sung thì mình không nhất thiết phải truyền quá nhiều, mà mình có thể truyền một chai 3% thôi, nhưng mà các em phải dặn bệnh nhân ăn uống đầy đủ các chất, thì sau đó mình mới bắt đầu, mình mới đánh giá để mà mình bù cho bệnh nhân. Chứ không phải là ngay đầu tiên mình bù hoàn toàn để đạt được cái điều đủ. Tại vì nếu thật sự những bệnh nhân nào 125 như vậy á, mà bệnh nhân hạ một cách đột ngột, thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng của thần kinh rất là rõ, lơ mơ này kia. Nhưng bệnh nhân này không có thể là bệnh nhân đã quen rồi. Nên cái việc mình nâng nó lên thì mình cũng chỉ cần nâng từ từ thôi. Về cái điều trị cụ thể thì tại sao mình lại chọn là nhóm temi-sắp-tăng mà mình không chọn một cái nhóm trẻ thủ ức chế men chuyển nào khác em? Em thấy trong cái ta ở khoa thì cũng dùng temi-sắp-tăng. Ý là ở khoa thì như vậy, nhưng mà đối với em á, ví dụ như là giữa cái nhóm ức chế men chuyển và nhóm trẻ thụ thể thì thường lúc nào người ta cũng ưu tiên cái nhóm trẻ thụ thể hơn, đúng không? Trừ khi nó có chống chỉ định, bệnh nhân không, hoặc là không có dung nạp, hoặc là dị ứng với các thành phần của thuốc, thì lúc đó mình mới đổi. Còn ví dụ mà mình được lựa chọn ngay từ đầu á, thì các em sẽ có thể chọn cái nào? Nếu chọn từ đầu thì thường sẽ chọn ức chế men chuyển. Nhiều. Trong các nhóm thuốc mà hạ huyết áp ở nhóm trẻ canxi thì cái nhóm nifedipine và nhóm amlodipine thì các bạn nên nhớ là nifedipine hạ rất là mạnh và nhanh. Còn cái nhóm amlodipine nó hạ tương đối đầm, nghĩa là cái hạ huyết áp nó sẽ xuống từ từ. Trong khi cái nhóm nifedipine em uống vô huyết áp nó có thể tụt một cách rất là nhanh chóng đối với những bệnh nhân đáp ứng tốt. Nên thành ra là việc hạ huyết áp nhanh quá cũng sẽ không tốt nha. Các bạn khi mà các bạn phối hợp thì các bạn phải cân nhắc. Còn có những cái thành phần á, chế phẩm mà vừa kết hợp giữa amlo rất là nhiều, kết hợp với lại nhóm ức chế men chuyển, nhóm trẻ thụ thể rất là nhiều. Các bạn về nhà các bạn có thể tham khảo. Nếu như mà các bạn không muốn dùng cái nhóm trẻ thụ thể thì các bạn có thể chuyển sang cái nhóm ức chế men chuyển, chẳng hạn như là nhóm chẳng hạn như là các thuốc như là lisinopril, paridopril, đó những cái thuốc đó. Nhớ ha. Mình có thể áp dụng để điều trị cho bệnh nhân. Và cái bisoprolol tại sao em lại giảm nửa viên vậy? Bệnh nhân chỉ thấy đang uống một viên. Cái này em cũng thắc mắc, chị đã thấy trong file thấy ghi 1/2 viên, em cũng không biết tại sao em được hỏi chị. Mà em nghĩ em điều trị mà. Hiện tại bệnh nhân không có chống chỉ định, đúng không? Mạch không quá thấp, không có block cao độ hay là những cái chống chỉ định của dùng chẹn canxi, thì các bạn có thể khởi động cái liều cao cũng được.
không phải là liều cao luôn, liều bình thường của bệnh nhân luôn là 2.5. Chỉ trừ khi mà vì các em kết hợp với cái nifedipine thì chị nói cái nifedipine nó hạ áp tương đối mạnh đó, nên thành ra là có thể bác sĩ cũng không muốn tăng cái liều bisoprolol, tại vì người ta lại ưu tiên hạ huyết áp trước. Nên nếu như các bạn kết hợp với amlo thì các bạn có thể dùng cái bisoprolol này một viên cũng được nha. Và các rối loạn tiền đình á, triệu chứng rối loạn tiền đình của bệnh nhân nếu mà còn chóng mặt nhiều thì dùng beta histidine đơn thuần là sẽ không giảm được triệu chứng của bệnh nhân. Các bạn có thể phối hợp cái beta histidine đó với lại cái tanganyl, tanganyl 500 một viên nhân 2. Còn nếu như mà có nôn ói nhiều thì có thể sử dụng các loại thuốc chống nôn để điều trị cho bệnh nhân cũng được. Và bệnh nhân này á, thì dùng thêm atorvastatin. Và ở trong viện á, nếu như bệnh nhân có đau ngực hay này kia thì ở ngoại trú bệnh nhân đang dùng các thuốc isoxapid hoặc là fastareo mình vẫn có thể duy trì dùng cho bệnh nhân. Nhưng mà nhớ nha, nếu như bệnh nhân đau đầu á, thì những cái thuốc mà có tác dụng giãn mạch như là isoxapid thì các bạn có thể xem xét ngưng cho bệnh nhân, bởi vì đó cũng là một trong những cái tác dụng phụ của các thuốc này. Khi mình dùng vô nó sẽ giãn các mạch máu á, làm cho bệnh nhân có thể hơi bị đau đầu. Đó, nên thành ra là các bạn có thể xem xét. Và dạ chị, cái atorvastatin này trong khoa em thấy dùng có 20 rồi, cái này em cho lên 40 á, không biết. Từ từ chị sẽ nói xong. Rồi bây giờ còn một cái kháng kết tập tiểu cầu nữa, các bạn cũng phải duy trì. Khi dùng kháng kết tập tiểu cầu trên một cái bệnh nhân mà có tiền căn là trào ngược thì mình phải cân nhắc xem xét lót thêm cái BBI cho bệnh nhân ha. Rồi bây giờ quay trở lại cái bệnh nhân này, lúc nãy em đánh giá tăng huyết áp của bệnh nhân này là nguy cơ cao hay là thấp? Dạ đây là nguy cơ cao. Thì cái mục đích điều trị statin của em là bao nhiêu? Dạ, statin liều cao. Không, chị đang hỏi cái mục đích LDL của bệnh nhân của em á. Dạ, anh ghi là dưới 1.8. Bây giờ trong cái nhóm mục đích điều trị rối loạn lipid máu đúng không? Em xếp bệnh nhân này vào nhóm nguy cơ cao đúng không? Dạ. Rồi, vì sao em xếp bệnh nhân này vào nhóm nguy cơ cao? Tính thang điểm score của bệnh nhân này là được bao nhiêu điểm? Dạ, score bệnh nhân có 4%, nhưng mà do bệnh nhân có cái tiền căn mà có huyết khối ở cái động mạch cảnh nên em xếp vào nguy cơ cao. Không phải huyết khối, tiền căn là sơ vữa chứ em? Sơ vữa. Có nghĩa là bệnh nhân này mình đã thấy là có những cái hình ảnh sơ vữa đúng không? Sơ vữa ở trên đúng không? Rồi bây giờ cái LDL hiện tại của bệnh nhân là bao nhiêu? Dạ, cái LDL 2.6. Rồi 2.6. Được rồi. LDL bệnh nhân này 2.6 thì cái nguy cơ, mục đích em nếu mà em đặt nó cho ca này á, là về 1.8 thì mình không phải dùng cái statin liều cao, em hiểu không? Cái statin hoạt lực liều cao là em sẽ giảm nó trên 50% cái giá trị ban đầu dùng statin cường độ mạnh và liều cao. Còn cái này mình chỉ cần dùng statin cường độ mạnh thôi nha. Vì cái đích em muốn đạt ở trong một bệnh nhân là nguy cơ cao là 1.8 thì cái LDL mình nó khoảng cách chân này này nó không quá xa. Các em có thể dùng cái atorvastatin cho bệnh nhân là liều 20. Cái toa nội trú của bệnh nhân hiện tại lúc nãy chị nhớ là dùng rosuvastatin đúng không? Dạ đúng. Dạ rosuvastatin liều cao. Rosuvastatin liều 20 rồi. Nhưng mà cái hàng của bệnh nhân là brand name là Crestor hay là gì? Cái lúc tại khóa hả chị? Không, cái lúc ngoại trú này nè, Crestor hay là gì? Mà tại sao bệnh nhân đang dùng Rosu mà em lại đổi qua cái phần Lipitor? Tại dùng ATO, tại em thấy cái chi glycidic nó tăng á chị nên đổi sang cái đó. Bệnh nhân này thứ nhất là có một cái tình trạng là giảm độ lọc cầu thận,
nha. Ở mức độ 3B thì các bạn có thể áp dụng sử dụng những cái nhóm mà atorvastatin thì nó sẽ có lợi hơn là nhóm rosuvastatin đối với những bệnh nhân có bệnh thận này. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bệnh nhân này khi mà mình có bệnh tim mạch sơ vữa, nếu như mà đã có hình ảnh học rồi á, hình ảnh học rồi sơ vữa rõ, cụ thể, hẹp nhiều, thì các bạn sẽ đặt cái mục tiêu statin của bệnh nhân này nó gấp hơn. Là thay vì là mình xếp bệnh nhân vào nguy cơ cao, mình phải xếp bệnh nhân vào nguy cơ rất là cao. Thì lúc đó các bạn có thể cho cái LDL mục tiêu là về 1.4. Thì khi về 1.4 thì mình có thể cân nhắc sử dụng các statin cường độ mạnh và liều cao để làm giảm cái nồng độ LDL đó. Thì lúc này các bạn có thể khởi động cái atorvastatin liều 40 cũng được ha. Cái rosu, cái tải thuốc là đó, cái đó là roto 20 mg chị. Không, chị nói đang nói về cái phần atop lúc nãy em cho 40 cũng được, thì chị vừa mới giải thích đó, là bệnh nhân này là khi mình đã thấy được bệnh tim mạch do sơ vữa, có nghĩa là có những cái bệnh lý về hình ảnh học nhưng bệnh nhân bị sơ vữa động mạch cảnh rất là rõ, hẹp rất là nặng động mạch cảnh rồi, thì lúc này các bạn có thể đặt cái mục tiêu LDL cholesterol của bệnh nhân á cao ở mức mình xếp bệnh nhân ở mức nguy cơ rất là cao, thì đặt cái mục tiêu LDL cholesterol của bệnh nhân gấp hơn là 1.4, thì khi đó các bạn có thể dùng các nhóm statin cường độ cao và mạnh ha. Đó là các atorvastatin liều 40 hoặc là rosu liều 20. Tuy nhiên trên bệnh nhân này, khi mình đã biết bệnh nhân này có bệnh thận mạn rồi thì mình nên ưu tiên dùng atorvastatin nha. Được chưa? Dạ được chị. Ừ. Cái tay bệnh nhân này có sumirit nào, bệnh nhân này ở nhà có vấn đề gì về rối loạn về lo âu gì không vậy? Nên thành ra nhiều khi á, em điều trị cho bệnh nhân mà rối loạn lo âu, người ta lo lắng căng thẳng nhiều á, em hạ áp hoài không được, mình cũng có thể cho những cái thuốc nhẹ để an thần cho bệnh nhân, thì lúc đó huyết áp bệnh nhân cũng sẽ tự xuống. Nhớ nha, các bạn thấy có một số trường hợp người ta mất ngủ thì huyết áp người ta cũng lên, rồi sau đó cái vô trong viện người ta cho những cái viên thuốc an thần đó để bệnh nhân ngủ nhẹ đó, thì lúc đó huyết áp bệnh nhân cũng sẽ xuống. Quan trọng là mình phải cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân. Rồi đi xuống cho chị xem cái phần diễn tiến của bệnh nhân lúc nhập viện em. À, cái toa thuốc như vậy thì là được rồi đó. Và cái diễn tiến lúc nhập viện không, cái phần cuối á, ở trong cái lúc điều trị á, em có diễn tiến bệnh phần á, là bệnh nhân đang tự nhiên đo ở điện tim ST trên xuống đúng không? Có thay đổi điện tim. Rồi sau đó bệnh nhân này mới đi chụp mạch vành, chứ ở trong nội viện bệnh nhân không được tư vấn chụp mạch vành đúng không? Dạ không chị. Nên chị mới hỏi là bệnh nhân này trước đó có được xem xét chụp mạch vành không, vì bệnh nhân này nguy cơ cao. Rồi đi xuống đi. Đây nè, bệnh nhân này nè, khi mình thấy chụp mạch vành nè, mạch động mạch cảnh là một cái động mạch rất là lớn, nó bị hẹp và sơ vữa nặng như vậy rồi á, thì chụp mạch vành ra ha, thì mình thấy là bệnh này là bệnh mạch vành ba nhánh luôn và kèm hẹp thêm một phần của nhánh Lehmann. Điều này á, nó sẽ củng cố cho em thêm vào cái việc mà em dùng atorvastatin liều 40 á. Bởi vì cái này là có hình ảnh, thêm một cái hình ảnh học khác về bệnh tim mạch do sơ vữa rồi. Thì đối với những cái bệnh nhân mà có bệnh mạch vành mạn tính như vậy nè, các bạn nhìn vô các bạn thấy là bây giờ hẹp của này là không những hẹp mà nó còn bị vôi hóa các mạch máu nữa. Mà nhánh nào cũng hẹp khoảng 80-90%. Riêng cái nhánh RCA là tắc hoàn toàn mạn tính. Người ta thường á, nếu mà tắc hoàn toàn mà mạn tính nó sẽ có từ là CTO. Ha. Và chính vì cái sự hoàn toàn mạn tính đó nên nó được nhận bàn hệ từ những cái thân nhánh khác của động mạch vành trái. Ủa vậy cái TIMI sau đó là sao em? Là bao nhiêu? TIMI sau trục tắc của cái RCA khi nhận bàn hệ là bao nhiêu, các bạn có ghi không? Em không có, nó không có đề, không có thấy chỗ TIMI đó chị, không có ghi. Ủa vậy rốt cuộc bệnh nhân này có được đặt stent không? Chị chụp thôi chứ như chưa chưa đặt stent.
Tại vì cái khả năng thứ nhất là bệnh nhân này khó đặt stent do các cấu trúc giải phẫu nó đã bị thay đổi quá nhiều là một. Và cái thứ hai á, là khi mà các em thấy một cái nhóm mà bệnh mạch vành ba nhánh kèm hẹp đạn xa cái nhánh Lehmann thì các bạn cần phải thính thêm cái đăng điểm syntax score để mình đặt ra cái vấn đề là bệnh nhân này có cần phải phẫu thuật bắt cầu mạch vành hay không. Ha, những cái nhà can thiệp học khi người ta nhìn thấy những cái stent thương mà CTO người ta rất là ngại. Vì khi mà các em khoa nó những cái mảng mạch máu này nó cứng, nó sơ vữa, nó có thể làm cái mảng nó bị vỡ và bị hư luôn á. Và hiện tại thì nó đang nhận tuần hoàn bàng hệ mà nó đang có một cái dòng máu khác nuôi vẫn đảm bảo cái sự tưới máu sau cái chỗ tắc. Nên cái việc đặt ra cái vấn đề mà can thiệp cho ca này là sau khi chụp xong người ta còn phải họp lại với nhau để coi coi là giữa cái nhóm can thiệp và nhóm phẫu thuật bắt cầu mạch vành hay là điều trị nội khoa thì nhóm nào là ưu thế hơn để đưa ra cái chiến lược điều trị cho bệnh nhân. Nếu như vậy đó thì cái bệnh nhân này cần phải được điều trị cái statin cường độ mạnh là hợp lý ha. Và liều cao là nhóm atorvastatin liều 40. Và quan trọng là bệnh nhân phải duy trì cái kháng chất tập tiểu cầu rồi tuân thủ thuốc điều trị chứ không có nguy cơ bệnh nhân này rất là cao á. Các bạn đã thắc mắc gì về ca này không? Cái chỗ điều trị natri trung bình đó, em chỉ cần cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ thôi, đâu cần truyền cũng được không chị? Thật ra thì bây giờ hiện tại lúc nãy chị đã nói rồi, natri của bệnh nhân là 125 nhưng mà bệnh nhân lâm sàng không có cái biểu hiện của tình trạng hạ natri máu. Nếu như bạn muốn truyền á, em muốn truyền thì em chỉ có, bởi vì bệnh nhân này không có cái chỉ định gọi là quá tải dịch, không có chỉ định quá tải dịch suy tim thì OF cũng chưa có giảm lắm. Ủa cái ca này không làm NT-proBNP hả? Dạ không có làm gì. Cái này là OF bảo tồn ha, OF bảo tồn nên nếu muốn truyền mình chỉ cần truyền một chai ưu trương thôi. Một chai ưu trương và sau đó mình xét nghiệm lại và kết hợp mình thay đổi chế độ ăn cho bệnh nhân. Kết hợp là thay đổi chế độ ăn cho bệnh nhân chứ không cần phải nhất thiết là truyền nhiều như vậy, bột 740 thì chưa cần. Em hiểu không? Cái này là natri máu, là hạ natri mạng chứ không phải là hạ natri gọi là khẩn cấp cấp cứu mà mình cần phải nâng nhanh lên. Và mình nghĩ nhiều cái nguyên nhân này do chế độ ăn uống, thì ngoài truyền bù vào cho bệnh nhân mình còn phải khuyên bệnh nhân ăn uống, thay đổi chế độ ăn nữa. Rồi còn bạn nào thắc mắc gì khác nữa không em? Dạ chị ơi, cho em hỏi chị, trong cái điều trị rối loạn lipid đó chị, thì em thấy là có atorvastatin là nếu mà muốn giảm lớn hơn 50% thì có liều 40 với 80 á, thì không biết khi nào dùng. Với lại chị có nói thêm giúp em cái hai cái thuốc khác nhau là cái nào nên chỉ định trong trường hợp nào của atorvastatin với rosuvastatin đó chị? Chị nói rồi, khi mà các bạn thấy một bệnh thận mạng thì các bạn nên ưu tiên dùng atorvastatin. Và cái liều ở người châu Á của mình á, người ta nghiên cứu là liều 80 đúng không, là trên thế giới, nhưng mà do dân châu Á của mình nhỏ hơn so với lại những người nước ngoài và bệnh nhân này thì BMI có 19 thôi, thì các bạn chỉ cần dùng cái liều 40 thôi. Liều 40 là người ta đã khuyến nghị ở châu Á là đã có thể được xem như là atorvastatin cường độ mạnh và liều cao rồi đó. Còn nếu với đối với những bệnh nhân mà có thêm cái nền là bệnh thận nữa thì mình nên dùng là ATO thay vì dùng ROSU. Em hiểu không? Dạ. Rồi, vậy các bạn nào hỏi gì nữa không? Coi gì? Đó. Dạ, chị ơi, cái toilet bệnh của bạn là có cái sử dụng cái clopidogrel, nhưng mà mình có nên dùng thêm cái chế BPI không chị? Bởi vì nó sẽ làm giảm cái tác dụng của clopidogrel. Đúng rồi, bây giờ trong cái này thật ra không phải là nhóm BPI nào cũng làm giảm cái tác dụng của cái đối kháng thụ thể B2Y12 như là clopidogrel đâu. Nhưng các bạn có biết cái loại BPI nào có thể kết hợp được sử dụng được với lại cái nhóm thuốc này không?
Có nghĩa là ở trong các phân chủng của BBI thì hầu hết đa số nó sẽ tương tác bởi vì nó chung cái con đường chuyển hóa với lại cái clorbidogel. Tuy nhiên có một vài các loại clorbidogel có thể dùng chung, à có một vài loại BBI có thể dùng chung với lại cái clorbidogel mà không sợ bị tương tác. Thì đó là loại nào các bạn biết không? Ừ, ngoài pantoprazole ra những cái thuốc khác thì sao? Nói chung á, cái nhóm trong cái nhóm BBI, nhóm omeprazole là cái nhóm sẽ có bị ảnh hưởng nhiều nhất nha, nên thành ra là khi mà các bạn dùng các bạn cân nhắc né cái nhóm này ra. Còn cái nhóm banto hoặc là cái nhóm mà về lanso, những cái nhóm thế hệ sau á, thì khi các bạn dùng chung với lại cái BBI thì nó đều về cái chuyển hóa, nó đều không có ảnh hưởng nhiều đến cái hoạt lực của thuốc lắm đâu, nên các bạn đừng có lo lắng quá khi sử dụng. Và nếu cần thiết phải sử dụng thì các bạn có thể dùng xa nó ra một cữ, thì ví dụ mình clorbidogel uống buổi sáng thì cái cữ banto đó mình có thể cho bệnh nhân uống vào buổi trưa hoặc là buổi buổi tối sau khi trước khi ăn 30 phút chẳng hạn. Rồi các bạn nào hỏi gì nữa không em? À, chị ơi, cái kháng tích hợp có tập tiểu cầu mà xài trong cái bệnh mạch phành mạn á chị, có phải là aspirin ưu tiên hơn clopidogrel không chị? Đúng rồi, aspirin sẽ là cái lựa chọn đầu tiên. Tuy nhiên á, có một số các bệnh nhân mà có sau khi dùng aspirin người ta có những cái tác dụng phụ của thuốc quá nhiều, đặc biệt là trên đường tiêu hóa dạ dày như là tiền căn xuất huyết tiêu hóa, hoặc là bệnh nhân dùng mà cảm thấy cái tình trạng viêm dạ dày của người ta tiến triển nặng hơn á, thì người ta có thể chuyển cân nhắc chuyển qua cái nhóm là clopidogrel là cái nhóm hàng thứ hai cho bệnh nhân ha. Còn aspirin vẫn là lựa chọn hàng đầu, first choice. Rồi, còn mẹ nào hỏi nữa không em? Nãy chị nói với bệnh nhân này trước đó có tăng áp rồi, mình có cần phải làm cái hơn tới áp nữa không chị? À, thật ra bệnh nhân tăng áp mình vẫn làm hôn to em, tại vì trong quá trình điều trị mà mình cho bệnh nhân dùng thuốc huyết áp mà, thì mình cần phải coi coi là cái thuốc huyết áp đó khi bệnh nhân sử dụng thì cái tình trạng tăng huyết áp đó nó sẽ được kiểm soát như thế nào, và chưa kể là huyết áp của bệnh nhân nó thay đổi, nó biến thiên trong ngày như thế nào nữa ha, mình vẫn cần phải làm thôi. Nó có nhiều mục đích của các hôn to huyết áp lắm, chứ không phải nhất thiết là khi bệnh nhân đã tăng huyết áp rồi mà em chẩn đoán ra rồi em không cần phải làm cái đó nữa. Tại vì cái mục đích nhiều khi người ta làm vì mục đích điều trị, đánh giá cái hiệu quả điều trị. Hiểu không? Dạ hiểu rồi chị. Rồi vậy nếu không còn gì thắc mắc nữa thì mình dừng cái buổi trình ở đây ha. Nha, vậy chị chào các bạn nha. Dạ chị. Chị. Dạ chị. Rồi. Chị ạ.